loạt ảnh Ngọc Trinh và Hoàng Kiều đụng chạm tế nhị khi bị chụp lén, sốc với bản tài hư hỏng. Mối tình lệch tuổi của Ngọc Trinh và Hoàng Kiều thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận trong thời gian qua. Ngoài những hình ảnh tinh tứ, hoành tráng khi Ngọc Trinh sang Mỹ thăm nhà người yêu, thì những phát ngôn của vị tỷ phú Hoàng Kiều cũng khiến người ta sốc. Đại loại như yêu Ngọc Trinh vì những điều giản dị, chân thật nhất, Ngọc Trinh nấu ăn ngon hay chăm sóc chu đáo. Đặc biệt trong bài phỏng vấn với báo Thanh Niên, tỷ phú còn bật mí: "Tôi cũng không như những người đàn ông khác, dù nằm cạnh nhưng không đụng vào người cô ấy khi cô ấy bảo rằng em chưa muốn." Trong đầu Trinh lúc đầu cũng nghĩ Hoàng Kiều giống như bao người đàn ông khác, không có bản lĩnh. Nhưng không, tôi bảo rằng anh tôn trọng em và anh là người đàn ông bản lĩnh khác người, em hãy về phòng riêng của mình và ngủ ngon. Dù nằm cạnh mà chưa làm gì, nhưng chỉ cần xem qua loạt ảnh mới lộ này thì chẳng cần chung giường cũng khiến nhiều người choáng. Trong bức ảnh Ngọc Trinh mới chia sẻ, nữ hoàng nội y mặc váy hai dây gợi cảm. Ngồi cạnh Hoàng Kiều trong bữa tiệc, hai người tỏ ra rất thân thiết. Nhìn thoáng qua chắc khiến nhiều người không để ý, nhưng thực ra Ngọc Trinh đang ngồi trên đùi của tỷ phú Hoàng Kiều, đôi mắt nhắm nghiền để cảm nhận hơi ấm và hạnh phúc. Sang đến khoảnh khắc này thì đúng là tráng luôn, Ngọc Trinh còn ngả hẳn người về phía sau. Cách đây không lâu, loạt ảnh mới tình tứ của hai người được tiết lộ thêm. Xem ra cả hai đã rất thân mật rồi, chẳng ngại ôm ấp trước mặt người khác nữa. Nhiều người chắc hẳn phải ghen tị với nữ hoàng nội y. Bức ảnh ăn kem chung khiến ai cũng giật mình vì độ si tin của đại gia 72 tuổi. Các bạn có thấy hay không ạ? Hãy like, share và subscribe để theo dõi những video mới nhất trong ngày nhé!